Liên quan vụ án đầu độc cha ruột bằng cyanua rồi đốt nhà, dựng hiện trường giả xảy ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hôm nay mùng 9 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa vụ án Tống Thị Tùng Linh 21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa ra xét xử sơ thẩm về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc và hủy hoại tài sản. Cùng hầu tòa còn có bị cáo Trần Thị Ngọc Thư 31 tuổi, trú quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Thư là người đã bán cyanua cho bị cáo Tống Thị Tùng Linh, người này bị xét xử về tội mua bán trái phép chất độc. Tại phiên xét xử, Tống Thị Tùng Linh kể lại rành mạch quá trình gây án. Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Linh đang là sinh viên năm 3 ngành luật tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này, do được nghỉ học bởi dịch COVID-19 nên đã về nhà sống cùng cha. Từ khoảng tháng 9 năm 2021, bị cáo Linh đã nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp 54 tuổi, cùng trú tại thành phố Bà Rịa bằng cách dã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống nhưng bất thành. Chưa từ bỏ ý định, bị cáo Linh sau đó lên mạng tìm hiểu chất độc cyanua để đầu độc cha. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tìm mua chất độc cyanua. Ban đầu bị cáo Thư không bán, nhưng do Linh năn nỉ, nói là sinh viên cần làm thí nghiệm nên Trần Thị Ngọc Thư đã gọi điện cho bà Lê Thị R, 42 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh hỏi mua lại. Bà R báo giá 220.000 đồng 1 kg, sau đó Thư bán lại cho Linh với giá 500.000 đồng 1 kg. Mua được cyanua, bị cáo Linh lập tức trở lại thành phố Bà Rịa, cho chất độc vào chai hòa cùng với nước để ông Điệp uống. Bị trúng độc, ông Điệp đã tử vong sau đó. Thấy ông Điệp chết, bị cáo Linh đã tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, rồi loan tin có người đột nhập, việc đốt nhà khiến hai xe máy bị cháy. Bị cáo Linh khai do áp lực học hành quá lớn, cảm thấy không đúng ngành học nhưng theo ý của cha nên vẫn theo học, cộng với việc thường xuyên bị mắng nên đã ra tay giết cha. Về phần bị cáo Thư, người này khai do mới làm việc được một tháng, bản thân không hiểu biết về loại chất cấm này và cửa hàng bán chất cyanua không phải do bị cáo làm chủ. Cuối phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh. Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội mua bán trái phép chất độc. Hội đồng xét xử thông báo, sau khi nghị án sẽ tuyên án vào chiều ngày 15 tháng 12.